Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, S sẽ giới thiệu với các bạn trận đấu giáp cấp liên tái 2022-2023 giai đoạn 2 giữa hai kỳ thủ Tào Nham Lỗi và Lục Vĩ Thao trong khuôn khổ của vòng 9, cuộc đối đầu giữa hai đội Thẩm Quyến và Một và Hàng Châu. Mời các bạn cùng xem cờ. Trong trận này, Tào Nham Lỗi thuộc Thẩm Quyến Một cầm quân đỏ đi tiên và Lục Vĩ Thao thuộc Hàng Châu cầm quân đen đi hậu. Khi nãy thì ở lượt 1, Vương Thiên Nhất đã giành chiến thắng trước Hồng Trí, giành về cho Hàng Châu 2 điểm. Bây giờ Lục Vĩ Thao có lấy điểm nổi được trước Tào Nham Lỗi hay không? Đây là trận cờ chớp 5 phút. Vì trận cờ tiêu chuẩn và trận cờ nhanh thì Tào Nham Lỗi và Lục Vĩ Thao đều đã hòa. Và đây là ván đấu quyết định. Tướng quân. Chứ将军，吃。吃。吃。吃。吃。
将军。将军。Đến đây thì mất mã hoặc sát cục nên tàu nhâm lỗi đã buông cờ nhận thua. Thì tình hình hiện tại là Lục Vĩ Thao đã đem về thêm 2 điểm nữa cho đội Hàng Châu là 4-0. Vương Thiên Nhất thắng 2-0, Lục Vĩ Thao thắng 2-0. Nhưng từ sụp phong của đội Hàng Châu đã thua lại bên Lý Hàng Lâm của Thẩm Quyến 1. Nên tỷ số bây giờ hiện nay là Hàng Châu 4, Thẩm Quyến 1 2. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.